cái anh mới học cái khóa trước đúng không? À, anh đây cái đây, đây anh kiểm soát đặc biệt này này, anh ấy học xong thôi nhưng anh ấy về anh ấy áp dụng ngay chữa cho một anh thanh niên trẻ hơn bị đau thần kinh tọa đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đau thần kinh tọa, thế mà chỉ cần một lần gái thôi. Chỉ cần một lần gái thôi mà anh này đã thấy thay đổi và anh ấy đến đây học luôn. Hôm nay đến đây nhập và lại kéo theo một người cháu đi học luôn. Thế thì người thật việc thật đây, có gì nào đấy anh chia sẻ một chút về cái chuyện như thế này. Tôi thưa mọi người, tôi tên là Khánh. Tôi đến học cái lớp tập thể trung tâm này thì coi đây là tôi đã học từ tuần trước nữa. Hôm nay đến học ở lại vòng 2. Như vậy trong quá trình mà khi có áp dụng vào thực tế ấy, thì tôi thấy là cái môn này là tôi chuẩn bị cho mấy người bạn thôi, các bạn thì nói chung là người rất hay, tức là cái người nó nhẹ nhõm và thấy cái chuyển biến của bệnh nó có cái sự chuyển biến rất rõ rệt đấy, và cảm thấy ngay lại sau lần mình chữa đấy. Và tôi thì cũng chưa nhớ lắm về cái trình tự của nó, nhưng mà khi mà trước là cố nhớ luôn được đối với trình tự hướng dẫn của thầy thì tôi thấy là cái vấn đề là rất là hiệu quả. Cứ thực hiện theo những bước thế này, từ khai thông bơm máu rồi sau đó thì đến bệnh ung thư đại tràng tinh, sau ung thư đại tràng tinh và đến sau đó thì các cái động tác và đối bơm máu đối với và sau đó là các động tác ép trước và chân sau và thay chân sau, thì động tác đấy thì em thấy là sau những người thì tôi chưa nói thì họ đều cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Tuyệt vời. Thế mà em là người được anh chị chữa cho, em thấy thế nào? Trước tiên là em cảm ơn anh Thành và em cảm ơn các bác ở trung tâm. Có phước thì mới gặp ở cái pháp này. Đó là sự tình cờ em gặp ở trên mạng. Em thấy nó thấy hết. Lúc đó em đến em thử thì anh Thành anh làm cho. Về nhà thì nó nhẹ nhàng. Anh Thành làm cho em về cái gì? Về sự sống, em vôi hóa. Thấy nó nhẹ nhàng mà thấy nó kiểu với cái suy nghĩ của mình nó thay đổi ấy. Thì có nghĩa là mình ham muốn cái sức khỏe thì hôm nay em đến học thôi. Thì có tiến triển thì từ lấy đến giờ thì em cảm nhận mấy cái bài gỗ chân lúc lấy thì có hiệu quả luôn. Thấy nó đầu nó sáng lên. nó thông thì sao rồi. Từ lúc ấy đi xe máy đến đây đầu nó đau bao ngồi một lúc thì thông lên rồi nó thông. Cái cảm nhận của mình chỉ cho mình biết là diễn đạt nó rất khó quá đấy, cho nên là em chỉ biết nói thế thôi. Rồi, rất cảm ơn. Đây là người thật việc thật. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.